sếp ơi, cái dự án lần này em làm xong rồi ấy, sếp xem sếp ký cho em để em có nhận thưởng đấy ạ. Để anh xem qua nhé. Mà này, dạ. Suốt ngày anh thấy em trình ký giấy tờ thôi. Cái cần ký ấy thì chẳng thấy cho anh ký gì cả. Thế sếp muốn ký cái gì ạ? Mà em vào công ty được 1 tháng rồi đúng không? 1 tháng rồi ấy, mà anh vẫn chưa biết nhà em. Hay là hôm nay tan ca anh đưa em về nhé. Xong rồi tiện thể anh sẽ ký cho em, ký tại căn phòng của em luôn nhé. Nhưng mà như thế làm sao mà được ạ? Sao lại không được? Em ngại à? Không có gì phải ngại hết. Anh sẽ ký cho em, xong rồi em ngại thì hôm sau anh lại đưa em về. Như thế là hòa đúng không? Không nên nghĩ gì hết, cứ cất nó vào trong này. Xong rồi tối nay anh sẽ ký nhé. Thế nhé. Em không phát nổi tay đâu. Nhà em có vẻ rộng rãi nhỉ? Dạ. Mà sếp ơi, đã đến nhà em rồi ý ạ, thì sếp ký cho em đấy ạ. Làm gì mà vội thế? Mình đã xong việc đâu mà ký. Thế còn việc gì nữa ạ? Sếp làm sao thế ạ? Chết rồi, anh lại bị tái phát đau cột sống. Thế bây giờ em phải làm thế nào ạ? Đây, phải làm thế này. Anh nói với em này, bây giờ ấy, em chỉ cần nghe lời anh thôi là công việc của em sẽ xuôi chiều mát mái, mà lại còn có kinh tế nữa. Còn em mà không nghe lời anh ấy thì từ mai đi làm chắc là sẽ khó khăn lắm đấy. Nhưng mà em cái gì? Thế em có đồng ý không? Vậy tùy anh ạ. Thế chứ. Đây rồi, ta bắt được quả tang đôi ra cụ nhá. Mày mới nói làm gì ở đây? Không, là hắn ta đè em ra, hắn ta hiếp em ấy. Nó hiếp em, nó đè em. À, đây nha mọi người, xem đây là thằng sếp của vợ mình. Nó đưa vợ mình về, lấy lý do là đưa vợ mình về, nó đè vợ mình ra ghế này. Rồi á, ức hiếp vợ mình này. Để tao sẽ báo công an cho mày rũ tù thì thôi. Đúng lại này, nó hiếp em đúng không? Đúng rồi. Gọi anh công an đến đây, lôi cổ nó lại. Anh bình tĩnh nghe em nói đã. Mày nói đi, mày trình bày đi xem nào. Mọi chuyện chắc là chỉ hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Tao cũng không biết gì hết rồi. Thì từ trước đến nay em chưa từng nghe vợ anh kể là đã lấy chồng. Này, tao nói cho mày biết nha, chẳng nhẽ vợ tao lập gia đình, vợ tao phải đến công ty mày khai báo à? Công ty mày là công ty môi giới hôn nhân hay là công ty làm ăn đàng hoàng đây hả? Nhưng mà anh ơi, chưa động chạm thì chưa sứt mẻ gì cả. Mày đè vợ tao ra ghế mà mày bảo nó chưa có gì à? Tay mày sờ thoạn rồi á. Kinh kìa, nó quá quật mình chưa đọc kìa. Anh bình tĩnh đã. Thế bây giờ mình tìm một cái cách nào đấy vẹn cả đôi đường được không anh? Mày thích tìm phương án giải quyết vẹn cả đôi đường đúng không? Dạ vâng. Bây giờ tao có 2 phương án cho mày. Một là giải quyết bằng tình cảm, 2 là ra pháp luật gọi công an tới đây để giải quyết. Mà tao nói cho mày biết nha, nếu như mà đưa ra công an ấy thì mày rũ tù. Hơn hết cái video mày phát tán ra nhá. Cái video này mà phát tán ra ấy thì mày mất luôn cả cái chức giám đốc của mày. Anh bình tĩnh đi ạ. Thế bây giờ mình giải quyết bằng tình cảm anh nhá. Tình cảm 200 triệu. Cái gì? 200 triệu? Đúng rồi, đền bù danh dự thiệt hại cho vợ tao. Làm gì đâu đã sờ. Này, tao nói cho mày biết nhá. Nó làm gì em chưa? Rồi ạ. Mày đè vợ tao ra ghế, mày sờ soạn vợ tao, mày bảo mày chưa làm gì à? Em gọi luôn công an đến đây coi. Thôi dừng lại thôi. Hay bây giờ như thế này nhá. Thực ra ấy, thì nó chỉ va chạm một tí thôi. Thì anh discount cho em 50% là 100 triệu. Tao nói cho mày biết, mày đi chơi gái mày còn mặc cả hả? Mày thích mặc cả không? Mày muốn nó tăng lên hơn 300 triệu không? Em gọi luôn công an đây đi. Đã chơi đâu, đã làm gì đâu. Mày đè ra ghế mày không làm gì. Thôi anh ơi, anh đừng gọi công an. Thế thì bây giờ 200 triệu cũng được ạ. Tốt. Chơi quả luôn đi. Anh ơi, thế em chuyển khoản vào tài khoản của vợ anh nhé. Không được. Mày phải chuyển khoản vào tài khoản của thằng cháu con nhà bác, cũng như là anh em họ đằng nhà xa. Nhất mẹ tao là anh em. Với nội dung là mua 2 tấn cam 200 triệu. Cái gì mà 2 tấn cam? Nhà em làm gì có chỗ chứa với cả để đâu à? Đấy chỉ là đầu mục công việc thôi. Thế thì bao giờ nó chuyển đến nhà em ạ? À? Mày định trả treo tao à? Mày vừa ăn rồi còn gì nữa? Đã ăn gì đâu. Đừng có một cái, chuyển luôn đi. Số tài khoản đây. Đúng rồi. Anh ơi, anh hỏi con nhà gì, con nhà chú bác gì đấy đã nhận được chưa? Được rồi đấy, bây giờ cút. Mày sẽ về ạ. Thế có ký hợp đồng không? Mày thích ký không? À, dạ, em về ạ. Hai vợ chồng chúng mày được lắm. Dám dàn xếp để lừa tao à? Cam thì chưa được ăn, bỏ còn chưa được bóc, vậy mà mất tất cả 200 triệu. Anh biết ngay thằng sếp nó có ý với em. Mình chơi nó một vố cho nó nhớ đời luôn. Tự nhiên lại có 200 triệu. Công đầu là thuộc về vợ anh ấy. Tự nhiên có thằng mang tiền đến cho.